Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hoàng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 90 của bộ truyện Tiên Hiệp Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, sâu bên trong bàn hoàng lăng, Thái tử Sơ đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, xoay người hướng về phía đám người Diệp Húc, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Húc triệu tập ra 8 tôn bên trong Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Tuy rằng Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân cũng không phải là cấm bảo đầy đủ, nhưng hắn đúng là rất tin tưởng khí tức của Thập Nhị Đồng Nhân này. 8 pho tượng đồng nhân tỏa ra khí tức, hắn cũng có thể nắm bắt được. Là vị hoàng tử nào của hoàng thất đại tần ta tới đây vậy? Thật không ngờ một hơi triệu tập ra được 8 hào ảnh đồng nhân ư? Hắn lẩm bẩm nói, lộ ra thần sắc nghiền ngẫm, nhỏ giọng mà nói: không nghĩ tới bên trong hoàng thất lại còn ẩn giấu một vị cao thủ như vậy, ẩn nấp sâu như thế, không ngờ ta thủy chung vẫn không phát hiện ra được. Hay là ngươi muốn tranh đoạt vị trí thái tử cùng cô gia đây? Người này rốt cuộc là lão tam hay là lão ngũ, hay là một đệ tử trẻ tuổi khác trong hoàng tộc của ta đây? Thái tử Sơ tiếp tục đi về phía trước, gương mặt có chút vặn vẹo. Người ẩn nấp lâu như vậy rồi, chắc muốn bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt vị trí đông cung thái tử. Tuy nhiên, người tuyệt đối không dự đoán được. Cô gia ở trong bàn hoàng lăng, mặc kệ ngươi là vị hoàng tử nào, đều chỉ có một con đường chết, vĩnh viễn không có cơ hội ngẩng đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, triệu tập Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân căn bản không phải là đại tần hoàng thất, mà là nghĩ đó chính là một vị huynh đệ thân sinh của mình, một thành viên bên trong hoàng thất. Đây là bởi vì hoàng thất cam đoan tính đầy đủ và duy nhất của Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát cấm trận, cấm pháp. Tất cả đệ tử của hoàng thất đều bị thiết hạ cấm chế trong đại não của mình. Chỉ cần đệ tử hoàng thất tử vong, tất cả linh hồn cùng trí nhớ bị gạt bỏ, căn bản không có khả năng truyền ra bên ngoài. Trên con đường khác trong bàn hoàng lăng, Thái tử Hỷ cũng thấy được khí tức mạnh mẽ này, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Thái tử Sơ, chẳng lẽ ngươi gặp phải kình địch khó có thể chống cự được hay sao? Thật không ngờ lại phải triệu tập Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân trợ trận. Người triệu tập ra 12 đồng nhân, tu vi nhất định sẽ hao tổn nhiều đi. Trong bàn hoàng lăng này, nói không chừng người sẽ là vị tần thái tử đầu tiên chết trong tay Đường thái tử. Trong bàn hoàng lăng còn có mấy người khác ngẩng đầu nhìn về phía của Diệp Húc, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bên trong mật thất, Tống Công Đức, Khiên Viên Quang, Khoa Phủ Mão, đám người thành công chém giết đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, mà Phượng Yên Nhu cũng thành công chấn áp Phùng sư đệ bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Bọn họ còn chưa kịp thở ra thì đột nhiên một cỗ khí tức khủng bố hạo hãn từ trong mật thất xung đãng ra ngoài, hung hăng oanh vào vách tường bạch ngọc đối diện. Chỉ thấy những chén thanh đăng trên vách tường đã mất đi, vách tường rõ ràng đã xuất hiện một cái động thật lớn. Tiếp sau đó là khí lãng mênh mông dọc theo hai bên thông đạo mà đi, giống như đại hồng thủy đè sập đê vậy, bao phủ lấy hết thảy. Mấy người Phượng Yên Nhu đã sớm tránh ra hai bên mật thất, tránh đi khí tức cấm bảo oanh kích, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Đệ tử Chu Thiên Tinh Cung triệu tập cấm bảo, thiếu bảo ngăn cản như thế nào được đây? Tống Cao Đức lẩm bẩm mà nói. Đám người Phượng Yên Nhu cũng không khỏi mặt mang u sầu. Mà lại vào lúc này, một cỗ khí tức tối nghĩa từ trong mật thất lao ra bên ngoài. Nó hoàn toàn khác với cỗ khí tức vừa nãy. Khí tức này vô cùng bá đạo, cương mãnh, mãnh liệt vô cùng. Tuy rằng mọi người tránh ở hai bên, không có lọt vào khí tức ảo ảnh cấm bảo trực tiếp oanh kích, nhưng vẫn là không thể không thi triển ra toàn lực của mình, cố gắng mà chống cự. Khoa Phụ Mão và vài vị khoa phụ đều tự hạ phù tăng trượng, chỉ thấy phù tăng trượng hóa thành một gốc cây đại thụ che trời, nó vây quanh mọi người. Phượng Yên Nhu tế khởi chấn yêu tháp, đem mọi người thu vào trong tháp. Bên trong tháp,
Tống Công Đức tế khởi Bạch Cốt Yêu Thành, khiến cho mọi người tiến vào trong yêu thành. Lập tức Hiên Viên Quang tế khởi chỉ năm sao của mình, bao phủ lấy hết thảy mọi người. Cho dù có tầng tầng phòng ngự, hai cỗ khí tức này vẫn tạo cho bọn họ áp lực cực lớn. Thạch Tinh Vân trước hết chống cự không được, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi. Thiếu Bảo tới tụt cùng là triệu tập cấm bảo nào đây? Sao lại lợi hại như vậy? Khoa Phụ Mão lẩm bẩm mà nói. Những người khác trong lòng cũng một bực vạn phần, có thể chống đỡ với cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung đương thời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy nhiên Diệp Húc tu luyện hiển nhiên không phải là Hoàng Tuyển Ma Tông tâm pháp, bởi vậy triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo tuyệt đối không phải là luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông. Tống Cao Đức cười nói, nếu có ai vào liếc mắt một cái thăm dò là được rồi. Lời tuy nói là như vậy, nhưng bọn họ không ai dám can đảm đi tìm hiểu. Ảo ảnh của hai loại cấm bảo đối bính với nhau, tản mắt ra uy thế thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ chỉ cần rời khỏi bảo hộ này, khẳng định là sẽ bị oanh sát. Bên trong mật thất, Diệp Húc và Đinh Phù Đạo chiến đấu tới hồi gây cấn. Một cỗ khí tức hủy diệt theo hai loại ảo ảnh cấm bảo đồng thời truyền tới. Đô Thiên Thần Sát đại trận diệt sạch hết thảy, làm cho hết thảy bị luyện hóa thành hư vô. Tám đại đồng nhân giống như thượng cổ ma thần sống lại, một quyền oanh ra làm cho không gian bị nghiền nát, đánh cho Chu Thiên Tinh Cung động đãng không ngớt, từng khối bị phá nát, làm cho ảo ảnh cấm bảo bị đánh ngật trên hư không, căn bản không thể bị triệu tập ra hoàn toàn được. Mà khi tinh cung lộ ra được 1/3 trong hư không, Diệp Húc nhìn thấy một pho tượng tinh quân khủng bố đã hiện ra trong tinh cung, khí thế mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Tinh quân này bộ mặt dữ tợn, hung ác, giống như một ma thần. Khi ra tay cứng rắn chống đỡ lại Đô Thiên Thần Sát đại trận, đón đỡ công kích của tám đại đồng nhân. Hai đại cấm bảo đối chọi với nhau, từng đạo công kích muốn đè nát hư không, đổ nát một dãy núi, đè xuống người đám cường giả như Đinh Phù Đạo và Diệp Húc. Cũng may Diệp Húc có ảo ảnh cấm bảo bảo vệ, không có bị công kích tới bản thể của mình. Dù vậy trong lòng của hắn cũng không khỏi hoảng sợ. Cái cấm bảo của Chu Thiên Tinh Cung này uy năng chỉ sợ còn trên cả Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân của Thủy Hoàng Đế luyện chế ra kìa. Cho dù là cấm bảo luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta, chỉ sợ cũng sẽ không bằng. Ầm vang một tiếng, Chu Thiên Tinh Cung đột nhiên dập nát, không biết bao nhiêu tinh quân bị Đô Thiên Thần Sát đại trận rào sát tự nhiên không còn. Cấm bảo này tuy rằng uy năng rất mạnh, nhưng dù sao đám người Đinh Phù Đạo không có độc ác như Diệp Húc, thiêu đốt nguyên thần chậm một chút làm cho cấm bảo không thể hoàn toàn triệu tập ra được. Hết thảy chết đi cho ta. Diệp Húc cất tiếng cười to, thúc giục Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát bao vây bốn người Đinh Phù Đạo ở bên trong. Hắn còn chưa kịp thúc giục, đột nhiên thân thể tám đại đồng nhân càng ngày càng mờ nhạt, rốt cuộc cũng biến mất không thấy đâu nữa. Đây là do hai đại nguyên thần hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, làm cho những ảo ảnh đồng nhân này trở lại bên trong hoàng cung Đại Tần. Đám người Đinh Phù Đạo không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Bọn họ không khỏi có cảm giác như vừa mới bước tới Quỷ Môn Quan rồi đi vòng lại vậy. Diệp Thiếu Bảo, đây là trời không vong ta. Đinh Phù Đạo cười ha ha nói, không sai, người không có Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân, đó là lão hổ không răng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong tay một vòng mặt trời chói chang dâng lên như thần vương, ngang nhiên mà đập xuống. Hắn không hề dùng tới tu vi của bản thân mình để triệu tập Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân. Hắn vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh như trước. Một chiêu Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn liền làm cho một đệ tử tinh cung bị dập nát. Trời không vong ngươi ư? Ta tới vong ngươi vậy. Diệp Húc nâng một vòng trăng sáng trong tay khác, đột nhiên hướng tới một đệ tử tinh cung chụp xuống, chấn áp hắn ở bên trong U Thiên Thần Vương Đồ Ách Ấn. Lập tức bàn tay to nắm thật mạnh, chỉ thấy vầng trăng sáng kêu lên một tiếng liền bị phá nát. Lòng bàn tay của hắn mở ra, máu tươi đầm đìa, vì cao thủ tinh cung này rõ ràng bị hắn bóp chết rồi. Đầu vai của hắn đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, bên trong bạch quang là một cái đầu trắng như tuyết. Đột nhiên hai mắt của nó mở ra, chỉ thấy hai đạo thần quang bắn ra diệt sát đệ tử cuối cùng của tinh cung, chỉ còn lại một mình Đinh Phù Đạo đứng ở tại chỗ. Ba người này đều là nhân vật siêu quần vật trị của tinh cung. Thật đáng tiếc chính là khi triệu tập ra Chu Thiên Tinh Cung, bọn họ đều tự thiêu đốt tinh quân nguyên thần, làm cho tu vi bản thân mình tổn hao quá nhiều. Dù vậy, nguyên thần tinh quân chỉ là một loại nguyên thần do bọn họ luyện chế, bản thể của bọn họ vẫn còn tồn tại nguyên thần của chính mình, thực lực vẫn cực kỳ dũng mãnh như trước. Nhưng Diệp Húc lấy Di La Thiên Địa Tháp chấn áp thân thể, thực lực so với trước còn lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vậy mà bọn họ bị một chiêu của Diệp Húc gạt bỏ,
không có một con đường để mà sống nào. Diệp Húc thu lại đệ nhất thần sát, mở ra năm ngón tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Phù Đạo. Trong lòng của Đinh Phù Đạo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, môi rung rung. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên Diệp Húc bùng lên, thân hình giống như núi cao, hai tay quản lý ưu thiên, dương thiên, nhật nguyệt luân hồi. Chết đi! Hai thần vương công đứt ấn hạ xuống. Đinh Phù Đạo giận dữ giống lên, thi triển toàn lực mà đón nhận. Chỉ thấy những tiếng nổ rầm rầm, thân thể của hắn bị Diệp Húc đánh nát, máu nhuộm trời cao. Diệp Húc nhẹ nhàng liền thở ra, thu hồi hết thể nguyên thần của bốn vị Đinh Phù Đạo, chấn áp vào trong đỉnh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra vậy, bản thân bị gãy không biết bao nhiêu xương cốt. Hắn có một loại kích động muốn nằm xuống mà không bao giờ đứng lên nữa. Liên tục ác chiến, liên tục chạm mặt cường địch, chính mình mang thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cơ thể bị xé rách, xương cốt bị gãy, thậm chí ngay cả 12 nguyên thần nguyên thai cũng bị thương nặng. Phía trên nguyên thai tràn ngập những vết sách, nguyên thần ngọc thụ bên trong nguyên thai bị đánh dập nát không biết bao nhiêu cành lá, thậm chí có mấy ngọc thụ trong nguyên thai bị nhổ tận gốc, tu vi bị đánh xuống ảo thai kỳ. Thiệt hại lớn rồi. Diệp Húc không khỏi cười khổ, hắn vẫn là lần đầu tiên bị thương thế nghiêm trọng tới như vậy, thậm chí một bộ phận nguyên thai bị đánh rớt cảnh giới. Tuy nhiên khi ánh mắt của hắn quét khắp mọi nơi, nhìn thấy bên trong mật thất này không ngờ vẫn còn hàng trăm linh mạch bậc 6, cùng với hơn 10 kiện nguyên thần chi bảo, cùng 6 quả linh đan, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Ngoại trừ mấy thứ này, còn có hàng đống bảo vật của đệ tử tinh cung sau khi chết rơi xuống, chồng chất như núi. Bên trong đó, linh mạch, tài liệu, dị bảo cũng không phải là số ít. Mấu chốt nhất chính là Đinh Phù Đạo luyện chế đại chu thiên tinh đấu trận đồ cũng lơ lửng ở trong không trung. Tấm trận đồ này uy lực so với trận đồ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là hắn cực cực khổ khổ cướp đoạt tinh thần nguyên tử, tinh thạch mà luyện chế mà thành. Kiếm lớn rồi, kiếm lớn rồi, bội thu bội thu. Diệp Húc liên tục ho khan, phun ra một búng máu. Hắn mỉm cười nói. Ầm vang một tiếng, mật thất đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Đây không phải là một ngôi nhà sụp bình thường, mà là do hai đại cấm bảo luân phiên oanh kích, làm cho hư không không xong, không gian liền tan biến. Không gian mật thất cũng không thể chịu đựng nổi, bắt đầu tan vỡ, hóa thành hư vô. Diệp Húc cố nén đau đớn, thân hình rung lên, vạn yêu bay ra, thu hồi tất cả bảo vật này, khuân tới bên trong ngọc lâu của mình. Hắn lập tức nhảy dựng lên, cắn chặt răng mà bay ra ngoài. Phía sau hắn, mật thất đột nhiên mất đi, hóa thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn liền biến mất. Nếu là hắn chậm một bước, hơi chậm một bước thôi, sẽ bị hủy diệt trong hư không này, thi cốt cũng không còn. Đám người Hiên Viên Quang đi ra, Phượng Yên Nhu nhanh chóng bước lên phía trước mà nâng đỡ Diệp Húc. Những người khác ngơ ngác nhìn mật thất phía sau lưng, sau một lúc lâu cũng không nói thành lời. Chiến tích của Diệp Húc khiến cho mọi người hoàn toàn rung động. 7 đệ tử tinh cung đều là cao thủ đứng đầu, nhất là Đinh Phù Đạo là đại vu hợp thể kỳ. Hiện giờ 7 người này có 5 người chết trong tay Diệp Húc, 2 người khác cũng bị hắn đánh cho trọng thương, chết ở trong tay Phượng Yên Nhu và đám người Tống Cao Đức. Thậm chí ngay cả con trai của Tinh Đế Thạch Tinh Vân cũng bị bắt giữ. Cứng rắn đối kháng nhiều đại vu vây công, liên tục giết chết 5 vị đại vu, trọng thương 2 người, cứng rắn chống lại ảo cảnh cấm bảo tu vi nguyên thai kỳ mà có chiến tích bậc này, Diệp Húc cũng đủ để kiêu ngạo. Chân nguyên trong cơ thể Diệp Húc có thể tự động lưu chuyển, sức sống dũng mãnh bừng bừng đi vào trong cơ thể, chữa trị thân thể tổn thương. Cùng lúc đó, Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết cũng luyện hóa các loại nguyên thần đại vu tích hợp tích tụ trong cơ thể hắn, bù lại tu vi tổn thất, chữa trị nguyên thai. Mà Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh đã không ngừng vận hành, không ngừng tu bổ nguyên thần tổn thương. Đủ loại tâm pháp của hắn giống như những máy móc tinh vi đang không ngừng chữa trị thân thể nguyên thai, nguyên thần của hắn, khiến cho hắn nhanh chóng khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đứng dậy, mi tâm liền mở ra, Khoa Phụ Man, viên liên công từ trong tử phủ của hắn bay ra, tất cả đều tự rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại gian mật thất đã biến mất kia, nhìn mật thất biến thành hỗn độn hư không, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Nhất là viên thiên công và các yêu vương, trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Yêu tộc từ trước tới nay đều theo đuổi thực lực tối thượng, cường giả vi tôn, cường giả có thực lực mạnh hơn sẽ đạt được tôn trọng. Diệp Húc ban đầu thuyết phục bọn họ, trong lòng một đám người còn có chút không phục, nhưng lúc này một mình Diệp Húc đối kháng với ảo cảnh cấm bảo tinh cung, làm cho bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Nguyên bản trong lòng còn có một chút ý phản loạn, không phục, lúc này đã không cánh mà bay hết. Qua thật lâu sau, Diệp Húc rốt cuộc cũng chữa trị được tổn thương thân thể. Những nguyên thai bị tổn thương, hao tổn đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Tu vi tiêu hao cũng hoàn toàn bổ sung trở về, thậm chí
lại có tinh tiến, bước gần tới nguyên thai tứ phẩm đỉnh cao. Hắn đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng hành động, mọi người chỉ cảm thấy như một con núi cao vút vừa đột nhiên dựng thẳng lên vậy, đâm thẳng lên trời cao, mặt đất chìm xuống. Khi đi lại thì thiên địa chấn động, cái loại ảo giác này vô cùng rung động. Thái tử Hỷ, Tống Cao Đức và Hiên Vân Quang lướt nhau, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Hiên Vân Quang lẩm bẩm nói, tù vi của thiếu báo đã truy thẳng đến Thái tử Hỷ rồi. Lúc trước ở bên ngoài Ân Khư, Diệp Húc một chữ tội đã hàng phục không biết bao nhiêu cao thủ, bức những người này quỳ xuống nhận tội. Thái tử Hỷ từ ngai vàng đứng dậy, chỉ như vậy thôi, khí thế mạnh mẽ làm cho chữ tội của Diệp Húc bị đập vụn. Hiện giờ Diệp Húc đứng dậy, hiển lộ ra khí thế không kém mấy so với Thái tử Hỷ. Chuyện này thuyết minh cảnh giới của hắn tuy không bằng Thái tử Hỷ, nhưng tu vi đã tiếp cận với Thái tử Hỷ. Nguyên thai tứ phẩm cảnh giới, tu vi đã bước tới cường giả nguyên thần kỳ như Thái tử Hỷ. Tu vi của hắn thậm chí thâm hậu tới bậc nào đây? Hiên Viên Quang gần như không thể tưởng tượng ra nổi. Viên Thiên Công, ta thưởng phạt phân minh, lần này ngăn trở Hạ Tùng Giang chặt đứt thai đại nguyên thần của hắn và liều mạng ngăn trở hắn, khiến ta thong dong đối phó với cao thủ tinh cung. Đối với ta, ngươi có công lớn, nguyên thần chi bảo này là ngươi nên được. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, lấy ra một kiện nguyên thần chi bảo giao cho Viên Thiên Công. Viên Thiên Công vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang cột buồm trả lại cho Diệp Húc, không người tiếp được cái nguyên thần chi bảo. Cái vu bảo này là một đồng trụ xích sắt, một cái vòng xích màu đen quấn quanh cột trụ. Tuy rằng không chém mắt bằng kim bổng lần trước của hắn, nhưng tính chất và uy năng đều vượt xa cái kim bổng lần trước của hắn. Huống chi đây lại là một kiện nguyên thần chi bảo. Viên Thiên Công yêu thích dị thường, vào đầu bứt tai, vội vàng thu hồi lại đồng trụ, thì lễ mà nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Hồ Tiên Nhi và Lý Huyền Quy cùng mấy yêu vương nhìn cái đồng trụ cực kỳ hâm mộ. Nguyên thần chi bảo cực kỳ quý báu, thậm chí có chút đại vu tam thần cảnh cả đời đều không đạt được một kiện, chỉ có thể sử dụng thuần vu, thuần dương vu bảo. Viên Thiên Công lấy được nguyên thần chi bảo này, thực lực khẳng định tăng nhiều, nói không chừng còn có thể trở mình mấy lần. Hồ Tiên Nhi, Lý Huyền Quy, Hải Đông Thanh, Thiềm Yêu Vương, các ngươi hết thảy đều có công, ta tất nhiên sẽ không cao kiệt. Diệp Húc nhìn thấy thần sắc của bọn họ, lại lấy ra bốn kiện nguyên thần chi bảo, mỉm cười nói, đây là của các ngươi, cầm đi. Bốn vị yêu vương đạt được các kiện nguyên thần chi bảo, không khỏi vui vẻ, đều bái tạ tiếp nhận vu bảo của mình. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy một quả linh đan bay ra khỏi ngọc lâu, có 6 quả linh đan, mỗi một linh đan tản mát ra uy năng không kém nguyên thần chi bảo chút nào. Hắn mỉm cười nói, các ngươi có công với ta, đương nhiên phải được thưởng rồi. Đừng nói nguyên thần chi bảo, chính là linh đan này, sau này các ngươi nếu như lập công lớn, ta cũng có thể thưởng cho các ngươi. Sao? Thiên sắt tẩy thần đan, địa sắt tẩy thần đan sao? Viên Thiên Công và mấy yêu vương ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Bọn họ biết diệu dụng của linh đan này, bọn họ cũng là yêu vương, không có đủ thực lực đạt được thiên sắt địa sắt tẩy lễ, làm cho tu vi bị nhốt ở tam thần cảnh đã không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng nếu dùng hai loại linh đan này, liền có thể tẩy trừ đi tạp chất trong nguyên thần, đánh vỡ giam cầm, có hy vọng đột phá tam tướng cảnh. Diệp Húc thu hồi lại linh đan, sắc mặt chuyển lạnh, lạnh giọng mà nói, tuy nhiên nếu như các ngươi phản bội ta, ta sẽ rút hết xương cốt của các ngươi ra luyện thành nguyên thần chi báo, cho các ngươi chịu cực khổ cả muôn đời. Đám người Viên Thiên Công không khỏi dùng mình mấy cái, bọn họ biết rõ thực lực hiện giờ của Diệp Húc, tuyệt đối có loại thủ đoạn này đủ làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tất cả vội vàng hạ thấp người nói, cả đời ta nguyện trung thành với chủ nhân, vĩnh viễn không phản bội. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, hắn dùng vũ lực chấn áp 5 vị yêu vương này, dù sao cũng có tai họa ngầm, không biết khi nào bọn họ sẽ phản loạn. Thậm chí ngay cả lúc chữa thương, Diệp Húc vẫn khóa bọn họ ở trong mi tâm tử phủ của mình, không dám phóng xuất 5 vị yêu vương này đi ra bên ngoài. Nhưng hiện giờ hắn an nguy đều thi triển, thuyết phục đám yêu vương Viên Thiên Công hoàn toàn, làm cho bọn họ cả đời cũng không dám nổi lên ý muốn phản loạn. Lúc này Diệp Húc mới được xem như là thành lập được một tổ chức của mình ở Hoàng Tuyền Ma Tông. Năm đại yêu vương hết thảy đều đã quy thuận ta, Quan Tinh Phong của ta thực lực xem như đã vượt qua tuyệt đại đa số linh sơn của Hoàng Tuyền Ma Tông rồi. Chỉ có linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão và Tổng Đan thì mới có khả năng vượt qua được ta thôi. Diệp Húc trong lòng cực kỳ hài lòng, lập tức đem nguyên thần chi bảo của hắn lấy ra hết thảy. Đám người Khoa Phù Mão cũng được một kiện, Phượng Yên Nhu, Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang cũng được phân cho một kiện. Chỉ có Hiên Viên Minh Nguyệt hai tay chống chân, đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ, nguyên thần chi bảo hắn lấy ra khỏi mật thất hiện giờ chỉ còn lại một kiện duy nhất, đó là kiện có uy lực mạnh nhất,
chính là lấy nguyên thần của đại vua Tam Tướng Cảnh mà luyện thành nguyên thần chi bảo. Hắn cũng có tư tâm tính toán lưu kiện nguyên thần chi bảo mạnh nhất này cho mình sử dụng, hoặc là đưa cho Tô Kiều Kiều. Đây là một kiện bảo vật hình dạng vòng tay, kiểu dáng cực kỳ tinh mỹ. Hiên Viên Minh Nguyệt ánh mắt như nước, đang mong chờ nhìn hắn. Diệp Húc không khỏi đỏ mặt thầm nghĩ: ta tranh đoạt một kiện vu báo với tiểu nha đầu, thật sự là mất mặt mà. Nghĩ tới đây, hắn cũng đem kiện bảo vật cuối cùng giao cho Hiên Viên Minh Nguyệt. Hắn cười nói: Minh Nguyệt, nếu ngươi có thể kích phát được quy lực của bảo vật này, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Hiên Viên Quang thần sắc khẽ động, biết Diệp Húc đúng là rất yêu thích kiện vu bảo này. Hắn định ngăn cản muội muội mình nhận lấy vòng tay kia, đã thấy Diệp Húc nhét bảo vật vào trong tay của Hiên Viên Minh Nguyệt, cho nên cũng đành phải im miệng. Hiên Viên Minh Nguyệt hoan hô một tiếng, mang vòng ngọc vào trong cổ tay. Vòng tay màu lục ngọc dưới làn da trắng nõn của nàng hiện lên vô cùng rực rỡ. Nàng cười nói: Thiếu bảo ca ca, ta cũng có một bảo vật tặng lại cho ngươi. Dứt lời, nàng kéo Thạch Tinh Vân đang ngất đi ra, sau đó đá một cước thật mạnh, làm cho Thạch Tinh Vân tỉnh lại. Người này thật đúng là một kiện trọng bảo. Diệp Húc sắc mặt chuyển lạnh: Đám khốn kiếp các ngươi chết chắc rồi, còn không biết hay sao? Thạch Tinh Vân sau khi tỉnh lại, thái độ vẫn vô cùng kiêu ngạo, đứng lên cười lạnh mà nói: Nhất là nha đầu chết tiệt nhà ngươi, không ngờ lại dám đánh ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta là một đầu ngón tay thôi, cũng đủ nghiền nát cả nhà các ngươi kìa, còn có các ngươi. Hắn lắp ba lắp bắp sang người lại, hung hăng vinh váo, dường như bản thân mình không phải bị đám người Diệp Húc bắt giữ vậy, mà hắn bắt giữ đám người Diệp Húc, đang răn dạy, của trách mọi người. Hắn lạnh lùng nói: Cái tên nhỏ bé nhà ngươi cũng dám trừng mắt với ta sao? Còn trừng mắt nữa, ta móc mắt ngươi xuống kìa. Hiên Viên Quang buồn bực vô cùng, giải thích mà nói: Ta không phải nhỏ bé, tuổi của ta lớn hơn ngươi. Hơn nữa sở dĩ ta trừng mắt nhìn ngươi là bởi vì ngươi muốn tiêu diệt cả nhà ta. Còn mấy người ca to các ngươi, đứng cao như thế làm cái gì? Nằm úp sấp xuống mà nói chuyện với ta đi. Thạch Tinh Vân cũng không để ý tới hắn, quay đầu lại răn dạy về tên khoa phụ: Ta muốn nghiền chết hắn. Khoa phụ man buồn bực không ngừng: Đem hắn đặt ở trong nồi sang khô, nấu thành cháo thịt, lão nương chỉ cần uống một ngụm là sạch sẽ rồi, sau đó dùng xương cốt nhỏ bé của hắn mà làm tăm xỉa răng. Khoa phụ Minh Nguyệt hung tận mà nói: Còn có ngươi. Thạch Tinh Vân rất cuộc cũng quả trách tới Diệp Húc, trong mắt thịnh khí đột nhiên biến mất, lộ ra vẻ sợ hãi, quay đầu hướng tới Tống Cao Đức mà khiển trách: Ngươi cái bộ dạng xấu như vậy, cả người đều là vậy, xấu vậy không phải muốn dọa người chứ? Dọa ta, ngươi phải bồi thường không đủ đâu. Tống Cao Đức niết nắm tay vang lên những tiếng rung động, cười độc ác mà nói: Thiếu bảo, tiểu tử này là bảo bối nhi, chúng ta bắt cóc hắn, sau đó vừa vét tài sản của Tinh Cung, khẳng định có thể còn được nhiều hơn trong một cái mật thất này. Tinh Cung sau khi xuất ra tiền chuộc, chúng ta liền giết con tin. Thạch Tinh Vân hừ lại một tiếng, vẫn hung băng vênh váo như trước, ngạo nghễ mà nói: Các ngươi, ai dám đụng tới ta? Cha ta đã đặt trong tử phủ của ta nửa thức vu pháp, một chiêu có thể oanh tạc các ngươi trở thành cặn bã hết kìa. Nhanh chóng thả ta ra, cung kính tiến ta rời khỏi ân khư này, thiếu gia không có thời gian nói tào lao với các ngươi đâu. Hiên Viên Minh Nguyệt lại nhảy tới, một cước đạp hắn xuống đất, quyền đấm cước đá. Đám người Tống Cao Đức cũng không nhịn nổi mà lao vào vòng chiến, đấm đá làm cho mặt mũi của hắn bầm dập: Cha ta và các ca ta sẽ giết sạch cả nhà các ngươi. Thạch Tinh Vân vẫn kiêu ngạo như trước, mọi người không còn cách nào khác cả, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi kiền kẹt, cũng không dám hạ sát thủ với hắn. Nếu như tính mệnh của Thạch Tinh Vân bị uy hiếp, một thức vu pháp của Tinh Đế sẽ từ trong tử phủ của hắn bắn ra. Loại cao thủ cấp bậc này chỉ sợ một kích cũng không ai ở đây ngăn cản được, tuyệt đối một chưởng diệt sát, không lưu lại ai cả. Thạch Tinh Vân hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy kiêu ngạo vô cùng, cố ý chọc giận mọi người, tính toán mượn tay Tinh Đế mà gạt bỏ mọi người. Vu pháp của Tinh Đế sao? Diệp Húc đi tới phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mi tâm của Thạch Tinh Vân, thản nhiên mà nói: Lần trước dựa vào tuyệt đại cường giả Thánh Tông ta ra tay bức lui nửa thức vu pháp này, lúc này ta muốn thử xem một chút thủ đoạn của Tinh Đế như thế nào. Đám người Phượng Yên Nhu sắc mặt khẽ biến, thực lực của Tinh Đế dũng mãnh kinh người, cho dù là hắn chỉ để bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân có nửa thức vu pháp, nhưng cũng không phải là người thường có thể chống lại. Diệp Húc tính toán đối kháng nửa thức vu pháp này, không thể nghi ngờ là đang đánh cuộc với tính mệnh của mình. Tuy nhiên, Diệp Húc lại không cho là đúng. Hắn tự mình suy xét,
tu vi của Thạch Tinh Vân quá yếu, chỉ là vu sĩ vừa mới luyện tới nguyên đan kỳ mà thôi. Tử phủ của hắn còn chưa đủ chắc chắn để cất chứa một thức vô pháp tinh đế thi triển toàn bộ thực lực. Bởi vậy, tinh đế chỉ để nửa thức vô pháp bên trong tử phủ của hắn, chỉ là một bàn tay to mà thôi. Bàn tay to này, cho dù dũng mãnh như thế nào, lực công kích cũng chỉ có hạn. Huống chi, ở hải ngoại tiên khác, tinh đế đã sử dụng bàn tay to một lần, bị ma đạo kinh văn của Hoàng Tuyển Ma Tông chuyển tới, cứng rắn bức lui, không thể không ngủ đông bên trong tử phủ của Thạch Tinh Vân, uy năng có thể bị hao tổn. Hơn nữa, bàn tay to này của tinh đế ở trong hải ngoại khi bùng nổ ra, Diệp Húc còn nhớ rõ ràng, khi đó bàn tay to này gần như phá hủy thân thể, nguyên thần, tu vi, thậm chí là tin tưởng của hắn. Lúc ấy, hắn đau khổ dãy giụa, nhưng không có chút tác dụng nào. Nếu không phải Hoàng Tuyển Ma Tông có tuyệt thế cường giả ra tay cứu giúp, thì tính mạng của Diệp Húc lúc đó đã treo rồi. Đối với người khác mà nói, sắp chết tới nơi mà được cao nhân cứu giúp, đó là một chuyện vô cùng may mắn. Hơn phân nửa là may mắn, nhưng đối với Diệp Húc mà nói, phải để cho người khác cứu mình quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ có thể nói, thực lực của mình không đủ. Hiện giờ hắn xưa đâu bằng nay, thực lực so với trước kia tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng tinh đế đối với hắn mà nói vẫn như cũ, như một tòa núi cao, ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh. Nhưng hắn chỉ lưu lại nửa thức vô pháp. Diệp Húc có tin tưởng thử một lần, quyết tâm rửa mối nhục lần trước. Mau xuất hiện đi. Diệp Húc chỉ vào mi tâm của Thạch Tinh Vân, điểm tới. Một kích này của hắn tuyệt đối có thể bổ đôi đầu của Thạch Tinh Vân ra. Người muốn chết sao? Thạch Tinh Vân bị khí thế của hắn tập trung, thậm chí còn không thể động đậy được chút nào. Hắn kêu gào lên, chả ta sẽ giết ngươi. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một bàn tay to trắng như tuyết chậm rãi từ trong tử phủ của hắn hiện lên. Tốc độ của nó tuy chậm nhưng tràn ngập khí tức bá đạo, dường như chỉ kém uy năng quả ảnh tấm bảo một chút ít. Bàn tay to này vừa mới xuất hiện, đám người Phượng Yên Nhu, Hiên Viên Quang lập tức dừng chân không nổi, tất cả bị một cỗ khí lãng hất lên cao. Thậm chí ngay cả đám người Hiên Viên Công, Khoa Phụ Man, tu vi cao nhất cũng hết thảy bị khí lãng hất lên, bắn thẳng lên trên tường. Tất cả bị khí tức của bàn tay to dán chặt lên trên tường, không chút chống cự. Một cỗ khí tức tối nghĩa mà rộng lớn như biển làm cho người ta có cảm giác không thể kháng cự được. Dường như đằng sau bàn tay to này, trong hư không chính là một pho tượng đầu đội trời, chân đạp đất, giống như thiên thần đang nhìn xuống chúng sinh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn hết thảy chúng sinh, vạn vật, thế gian, giống như nhìn một con kiến. Nếu ai cả gan cái lệnh của hắn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây là tinh đế bá chủ Chu Thiên Tinh Cung, kiêu hùng đương thời. Bàn tay to này bao phủ quanh thân Diệp Húc, thình thịch, nó ép trong nguyên thai phía sau Diệp Húc bị thu nhỏ lại kịch liệt. Tất cả chỉ còn có phạm vi 3 mét. 12 nguyên thai lơ lửng phía sau hắn, ngay cả ngọc thụ trong nguyên thai cũng bị ép cho thu nhỏ lại. Răng rắc một tiếng, trong cơ thể Diệp Húc truyền tới tiếng xương cốt kêu lên. Bàn tay to của tinh đế vẫn mạnh mẽ như vậy, hùng mạnh tới không thể địch nổi. Bàn tay to này không chỉ có muốn đánh tan nguyên thần, nguyên thai của hắn, đồng thời muốn đánh vỡ tin tưởng, niềm tin của hắn, làm cho hắn triệt để bị đánh tan. Tình đế, lần trước ngươi không giết được ta, lần này cũng không có khả năng đâu. Diệp Húc đứng yên tại chỗ, nhìn bàn tay to đang đánh tới hắn. Áp lực cho thân thể hắn giống như bị ảo ảnh cấm bảo đè nặng lên vậy. Nhưng thân hình của hắn vẫn thẳng tắp như cũ. Lúc này đây, ta không mượn người khác ra tay, ta muốn dựa vào lực lượng của mình, nguyên thai nguyên thần của mình, dung nhập vào thân của ta. Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Diệp Húc thét dài một tiếng, áo lam tung bay phất phới, một đầu tóc đen không gió mà tự bay lên. Hắn há miệng hút một cái, chỉ thấy nguyên thai giống như vầng thái dương nhỏ dũng mãnh tiến vào trong miệng của hắn. Diệp Húc khí thế đại tăng, trong vòng mặt trời trong tay trở nên chói chang hơn, tiếng hóa ra Dương Thiên Thần Giới. Hắn giống như một pho tượng Dương Thiên Thần Vương, lạnh lùng nhìn về phía sau bàn tay to của tinh đế, dường như ở nơi đó có bóng dáng của tinh đế vậy. Ánh mắt của hắn giống như nhìn vào một con kiến đang đại nghịch bất đạo mà khiêu chiến với mình. Dương Thiên Thần Vương Ấn là muốn tiêu diệt loại đại nghịch bất đạo này. Nó đánh xuống vô cùng kiếp số, hủy diệt tất cả cung đồ khiêu chiến tôn nghiêm của mình. Lúc này khí thế của Diệp Húc so với khí thế mà bàn tay to của tinh đế lộ ra không chút thua kém. Khí thế của hắn đã đủ chống lại nửa thức vu pháp này rồi. Khiếm khuyết chính là tu vi và thực lực. Dầm. Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn rốt cuộc đã va chạm với nửa thức vu pháp này. Trong nháy mắt nó bộc phát, hào quang bắn ra chói lọi,
làm cho đám người Phượng Yên Nhu và Viên Thiên Công không thể thấy rõ tình hình chiến đấu. Bọn họ bị dính chặt lên trên vách tường, khí lãng mênh mông, không thể thở dốc được. Tất cả chỉ nghe thấy tiếng va chạm rầm rầm truyền tới, đến đinh tai nhức óc. Cái loại thanh âm này giống như mưa bão sấm chớp, động đất, sóng thần, dường như thế giới muốn tan biến tới nơi vậy. Mặt đất đang run rẩy, thế giới lay động. Bản hoàng lăng xây dựng chắc chắn như vậy, không gian chắc chắn như thế, thậm chí đã xuất hiện những vết sách tối đen lan tràn khắp mọi nơi, nhìn thấy mà ghê người. Vết sách không gian này nếu như chạm phải một cường giả tam dương cảnh đỉnh phong, dễ dàng có thể xé rách đối phương, tuyệt đối không có bất kỳ phản kháng nào được. Rút cuộc bụi bặm lắng động, các loại khí tức tan đi, đám người Phượng Yên Nhu rút cuộc cũng có thể nhúc nhích được. Mọi người vội vàng hướng tới trung tâm trận chiến nhìn lại, chỉ thấy trong thông đạo lưu lại một cái hố to, phạm vi hơn chục mét. Thạch Tinh Vân đứng bên cạnh hố, hai mắt dại ra, ngây ngốc nhìn về phía trước, mà Diệp Phúc cũng không thấy bóng dáng. Ta tiếp được rồi, rốt cuộc ta cũng tiếp được nửa thức vô pháp của Tinh Đế rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phúc bị bàn tay to của Tinh Đế đánh bay đi, đâm thẳng vào vách tường bạch ngọc ở đối diện. Vách tường lập tức hiện ra một cái lỗ đen, không biết sâu bao nhiêu. Vách đá của bàn Hoàng Lăng trải qua cao thủ đại thương hoàng triều gia cố, bất kể là không gian hay vách đá đều vô cùng cứng rắn, khó có thể công phá được dễ dàng. Vậy mà Diệp Phúc va chạm trực tiếp lại tạo thành cái động lớn đến như vậy, có thể thấy được va chạm mạnh mẽ, mãnh liệt như thế nào. Sau một lúc lâu, Diệp Phúc từ trong cử động đi ra, từ từ thở hắt ra. Tuy rằng miệng hắn mang theo máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thế nhưng vẫn mỉm cười, cười vô cùng khoái trá. Tới tụt cùng là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tống Cao Đức lẩm bẩm mà nói. Có ai thấy rõ không? Mọi người lắc đầu. Ở bên trong đây chỉ có Thạch Tinh Vân và Diệp Phúc là biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệp Phúc mỉm cười không nói, Thạch Tinh Vân thì dường như đã bị dọa cho si ngốc cả rồi. Mọi người chỉ có thể buồn bã ở trong lòng. Tống Công Đức quay đầu nhìn về phía Thạch Tinh Vân, nhe răng cười độc ác nói. Tiểu tử, ngươi còn kiêu ngạo nữa hay sao? Lão tử hiện giờ làm thịt ngươi. Khoa Phụ Minh Nguyệt xuất ra cái nồi sắt của mình, cầm ra một vốc hỏa tinh, nhấc cái nồi sắt lên. Tiểu hỏa tinh chu lủi ở dưới đáy nồi, làm cho cái nồi sắt này nóng lên, nàng ta cười nói. Lão nương đã chuẩn bị nồi siêu xong chảo xong cả rồi đây, chờ Tống tiểu đệ làm thịt tiểu tử này rồi hạ nồi. Tống Cao Đức không khỏi dùng mình một cái, hắn nguyên tưởng vị đại vui của khoa phụ tộc này hay nói giỡn, tuy nhiên xem cử chỉ hiện tại của nàng không giống như đang nói giỡn chút nào. Nghiễm nhiên muốn cho Thạch Tinh Vân vào trong nồi mà hấp cách thủy. Ta thích ăn sống, lưu lại cho ta cái đùi, thịt non quá à. Viên Thiên Công nước miếng chảy xuống. Thiểm Yêu Vương vươn cái đầu lưỡi nhỏ của mình liếm mặt Thạch Tinh Vân một cái mà cười ha hả nói. Ta thích ăn tái hơn, thịt non mềm thế này cắn một miếng vào miệng là trôi luôn vào trong bụng rồi. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang gần như là muốn ói. Đám người kia có phải là người không vậy? Không nên, cha ta và đại ca ta sẽ giết sạch các ngươi, đuổi tận giết tuyệt các ngươi kìa. Thạch Tinh Vân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, mặt mày hoảng sợ mà kêu lên lớn lên. Tiểu tử thối, ngươi còn kiêu ngạo như vậy hay sao? Tống Cao Đức nhanh chóng tiến lên, nắm tay kêu vang. Tống huynh, vừa rồi ta chỉ bức bàn tay to của Tinh Đế trở lại tử phủ của hắn mà thôi, cũng không có phá vỡ được nửa thức vô pháp này đâu. Nếu ngươi mà động tới hắn, bàn tay to của Tinh Đế tất lại đánh ra kìa. Diệp Húc cười nói. Lấy thực lực trước mắt của ta, so với bàn tay to của Tinh Đế vẫn là không bằng. Không thể hoàn toàn phá vỡ được nửa thức vô pháp này đâu. Tống Cao Đức vội vàng dừng chân, nhấp nháy mắt. Nói cách khác, tiểu tử này vẫn là một con nhím, sợ không được mà va cũng không được hay sao? Hiển nhiên vừa rồi hắn đánh nhau với bàn tay to của Tinh Đế đã có thu hoạch rất lớn, khiến cho tầm mắt khí tức của hắn đạt được tới độ cao mới. Loại nâng cao vô hình này mang tới chỗ tốt cực kỳ trọng yếu, có thể cho hắn tu luyện ở một vị trí rất cao. Lưu lại thiếu chủ tinh cung, ta còn chỗ cần dùng. Diệp Phúc một tay chụp tới, túm lấy đan điền của Thạch Tinh Vân, bắt lấy ngọc lâu của hắn ra khỏi đan điền. Chỉ thấy đây là một tòa cao hư hoan hỷ huyền hoàng lâu 8 tầng, tư chất gần với 9 tầng ngọc lâu nhất, hiển nhiên đạt được thiên đạo kế thừa cũng không phải là nhỏ. Tư chất không tồi. Diệp Phúc tán thưởng một tiếng, bàn tay nắm thật chặt, niết tòa ngọc lâu này dập nát
chỉ thấy từng điều linh mạch từ trong ngọc lâu mà rơi xuống đất. Linh mạch chồng chất như núi, quay cuồng bên trong. Lập tức một cỗ linh khí nồng đậm tới cực điểm cuồn cuộn xuất hiện, khí trời như xương, khiến cho mọi người không khỏi rung động tinh thần, thần thanh khí sảng. Thật nhiều linh mạch, thiếu chủ tinh cung không ngờ mang theo nhiều linh mạch như vậy, quả thực là một kho báu lớn mà. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn thẳng, những linh mạch này nhiều vô số kể, còn có nhiều tài liệu, vu bảo, đủ loại, nhiều không đếm xuể. Diệp Phúc phất tay đem một nửa linh mạch và các loại tài liệu khác thu hồi lại, lưu lại một nửa cho mọi người tự phân chia. Đợi khi mọi người chia của xong, lúc này mới mang theo Thạch Tinh Vân tiếp tục đi tới, đi vào sâu bên trong của bản Hoàng Lăng. Lưu tiểu tử này lại có ích lợi gì chứ? Phượng Yên Nhu đi sát bên người Diệp Phúc, dịu dàng mà nói: nếu gặp được cấm chế mà chúng ta không thể ứng phó nổi, trực tiếp ném tiểu tử này vào, người đoán sẽ phát sinh tình huống gì đây? Diệp Phúc cười nói: người thực là tà ác mà. Hiên Viên Minh Nguyệt ở bên cạnh nói thầm. Diệp Phúc cười ha hả. Hiên Viên Minh Nguyệt và Phượng Yên Nhu đột nhiên dừng chân ở một ngã tư. Hai thiếu nữ liếc nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hiếm thấy. Trong bản Hoàng Lăng, không ngờ mai táng không chỉ là một vị vu hoàng. Hiên Viên Minh Nguyệt ánh mắt lay động, nhìn về ba lối rẽ phía trước, nhíu mày mà nói: điều này sao có thể chứ? Tại sao lại có ba vị vu hoàng mai táng ở đây đây? Sao? Ba vị vu hoàng cùng mai táng trong một bộ ư? Không có khả năng này. Đám người Tống Cao Đức buồn bực vạn phần. Hiên Viên Quang trầm giọng nói: chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh được. Thân phận của vu hoàng là tôn quý bậc nào? Cho dù là đại thương hoàng triều trong thần tự cũng không có cường giả vu hoàng, căn bản không thể mai táng cùng một chỗ với bản hoàng. Mặt khác, vu hoàng mai táng ở bản Hoàng Lăng không khỏi là có ý khách át chủ rồi. Đại thương hoàng triều căn bản là không cho phép chuyện này phát sinh đâu. Hắn xuất thân từ thiên đế thế gia, đúng là có nghiên cứu rất kỹ về nghi thức mai táng của hoàng thất cổ đại. Trong lòng Diệp Húc cũng khó hiểu, lên tiếng nói: Minh Nguyệt, ngươi mở tử phủ cho ta mượn ánh mắt ngươi nhìn một chút nào. Hiên Viên Như Nguyệt mở ra mi tâm, lộ ra không gian tử phủ. Một nguyên thai giống như ánh mặt trời chói chang từ đằng xa sau lưng Diệp Húc bay lên, rơi vào bên trong không gian tử phủ của hắn. Hắn dùng nguyên thần trong nguyên thai đánh giá thế giới bên ngoài. Bên trong tử phủ của Hiên Viên Minh Nguyệt, chỉ thấy nơi này sắc màu rực rỡ, phồn hoa rực rỡ. Xa xa là một mảnh biển rộng. Ở trên biển có một vầng trăng sáng tỏ ở trên không, khác xa một trời một vực với tử phủ của hắn. Diệp Húc tán thưởng một phen, mượn hai tròng mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt mà nhìn về phía ba thông đạo. Ánh mắt của hắn lướt qua hết thảy trở ngại, vượt qua những cấm chế mạnh mẽ, tốc hành đi sâu vào bên trong Hoàng Lăng. Chỉ thấy cuối đường là một quan tài thật lớn lơ lửng giữa không trung, vô số các quan tài nhỏ vần quanh phiêu đãng qua lại, dường như đang bảo vệ chủ nhân vậy. Bên trong quan tài lớn tràn ra từng đám mây tía, trên không trung của đám mây tía này hóa thành một ảo ảnh thật lớn, đó là một cửu phượng đầu người thân chim, tất cả có 9 đầu phượng, tản mắt ra uy năng khủng bố, so với ảo ảnh cấm bảo Chu Thiên Tinh Cung còn khủng bố hơn. Cho dù là tuyệt thế cường giả của Tam Bất Diệt Cánh cũng không có khả năng lưu lại khí thế hùng mạnh như vậy, lưu lại dị tượng như thế này, đích xác là quan tài của một vị vu hoàng, nếu không không có khả năng nhiều người bị chôn cùng tới như vậy. Diệp Húc hướng tới thông đạo bên trong nhìn lại, cuối cùng cuối thông đạo cũng là một quan tài lớn, giống như quan tài ở bên trái cũng có không biết bao nhiêu quan tài nhỏ vần quanh. Trong quan tài tràn ngập ra thanh khí, tiến hóa thành tầng tầng lớp lớp hoa sơn nâng quan tài lên, mà trên không trung của quan tài thanh khí ngưng tụ hóa thành một bộ dạng thiếu nữ đầu người thân rắn. Bên cạnh vu hoàng cổ mộ này, những quan tài xung quanh đã mở ra không ít, không ít thi thể đang trôi nổi ra ngoài, cũng là một vị thiếu nữ cung trang, dường như là tần phi bản hoàng, hiển nhiên đã có tuyệt thế cường giả tới đây mở ra quan tài. Hai vị này hẳn là nữ vu hoàng, chẳng lẽ là hoàng hậu bản hoàng hay sao? Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Nếu hắn nghĩ không sai, hai tòa của mộ này mai táng hai vị nữ vu hoàng tu vi cực kỳ khủng bố, có thể cùng mai táng một chỗ với bản hoàng, tuyệt đối là hoàng hậu của bản hoàng. Những quan tài nhỏ bên cạnh các nàng hẳn là 3.000 mỹ nữ ở trong cung hoàng hậu. Hai vị hoàng hậu này sau khi chết, những tần phi này hết thảy phải chôn cùng với các nàng. Từ cổ chí kim, nữ nhân trở thành vu hoàng mặc dù có, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều. Diệp Húc biết nữ vu hoàng cũng có 3 vị, một vị là Nam Thiên Môn chủ nhân Tây Hoàng, nghe nói mẹ của Tây Hoàng là một nữ vu hoàng, còn có một vị là Thiên Yêu Cung Hy Hoàng, cuối cùng là người khai sáng ra Hàn Nguyệt Cung Nga Hoàng. Nhưng trong bản Hoàng Lăng không ngờ xuất hiện hai cỗ quan tài của hai vị nữ vu hoàng, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hai nữ nhân này có thể thành vu hoàng thật sự là kinh người, thế gian hãn hữu, không chút kém với vị hoàng đế bản hoàng này. Trong thông đạo chính giữa này,
đó hẳn là nơi đi thông tới bàn hoàng chi mộ rồi. Hắn mượn hai tròng mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt nhìn lại con đường ở giữa, nhưng chỉ thấy thông đạo này vô cùng sâu dài, sương mù trắng như tuyết, cho dù thần nhãn của Hiên Viên Minh Nguyệt cũng không thể nhìn thấu trong mộ. Diệp Húc chú ý kỹ, còn có mấy người đang đi trong thông đạo, ý đồ phá vỡ cấm chế, tiến sâu vào bên trong bàn hoàng lăng. Đột nhiên sương mù thoáng tản ra, một con thuyền vô cùng to lớn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lâu thuyền này đang bay trên trời, tự động bay ở sâu bên trong bàn hoàng lăng, dường như một vị hoàng đế đã chết xuống âm phủ, vẫn lo lắng hoàng triều mình thành lập, khống chế thuyền rồng tuần tra chung quanh. Quan tài của bản hoàng hẳn là ở trong lâu thuyền này. Bản hoàng sau khi chết có hai vị hoàng hậu và tần phi làm bạn, lại khống chế lâu thuyền đi dạo chung quanh. Sau khi chết vẫn là vô cùng tân quý, vô cùng thoải mái. Diệp Húc cực kỳ quen mắt cái lâu thuyền này, thuyền lớn vô cùng, thuyền rồng mà Thái Tử Sơ khống chế lúc trước cũng xa xỉ, hoa lệ không kém. Nhưng so với lâu thuyền này thì quả đúng là một trời một vực. Một gã nhà quê đi so sánh với người giàu thành phố, không thể nào mà so sánh nổi. Đột nhiên hắn cảm giác được trong lâu thuyền có một đôi mắt đang nhìn tới chính mình. Đây là một loại cảm giác mông lung, dường như một vị khủng bố nào đó bên trong lâu thuyền cảm ứng được hắn đang nhìn trộm, mở to mắt tìm kiếm xem ai đang âm thầm ở dình mình. Không nên nhìn nữa, không nên nhìn nữa. Hiên Viên Minh Nguyệt thanh âm run rẩy, hai mắt đột nhiên chảy xuống hai dòng huyết lệ. Tồn tại thần bí bên trong lâu thuyền kia chỉ quét mắt một cái đã làm cho thần nhãn của nàng bị thương. Diệp Húc có thể cảm giác được ánh mắt này vượt qua không gian rất mạnh, một cỗ lực lượng khủng bố dị thường hướng tới Hiên Viên Minh Nguyệt mà đánh úp. Một ánh mắt có thể giết người, việc này nói năng lượng chất chứa bên trong ánh mắt này tuyệt đối có thể gạt bỏ được Hiên Viên Minh Nguyệt tại chỗ. Hắn vội vàng rời khỏi tử phủ của Hiên Viên Minh Nguyệt, thu hồi lại nguyên thai, nguyên thần của mình. Hắn nhìn thoáng qua sâu bên trong bàn hoàng lăng, một địa phương tiếp cận lâu thuyền, có một bóng dáng quen thuộc đang bị nhốt bên trong cấm chế rất mạnh, tràn ngập nguy cơ. Diệp Húc không kịp nhìn kỹ, vội vàng đưa thân tới trước mặt thiếu nữ, lấy thân mình bảo hộ Hiên Viên Minh Nguyệt. Dầm một tiếng, đạo ánh mắt kia vượt qua không gian, dừng trên người Diệp Húc, làm cho thân hình của hắn rung lên bần bật, nguyên thai lay động không ngừng. Hắn giận dữ quát lên một tiếng, nâng hai tay lên thi triển Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, hung hăng chụp xuống. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, hai đạo mặt trời chói chang đột nhiên tắt đi. Két một tiếng, trong lòng bàn tay hiện tại hai dấu ấn hình con mắt. Đây là đạo ánh mắt kia lưu lại dấu vết trong lòng bàn tay của hắn. Chẳng lẽ bản hoàng còn sống sao? Diệp Húc trong lòng khiếp sợ vạn phần. Bản hoàng đã sống cách đây không biết bao nhiêu vạn năm, không có khả năng tiếp tục sống tới hiện tại. Nhưng đạo ánh mắt kia lại ẩn chứa lực lượng hung hãn vô cùng, so với một cái liếc mắt chết một khâm sai đại thần của Ứng Tông Đạo còn muốn kinh người hơn rất nhiều. Tuyệt đối là tồn tại cấp bậc vô hoàng. Diệp huynh, nơi này thật sự là hung hiểm, chúng ta không cần phải đi vào, mau rời khỏi đi thôi. Hiên Viên Quang vội vàng đỡ lấy muội muội của mình, lau đi hai hàng huyết lệ trên khóe mắt của nàng, đau lòng vạn phần, trầm giọng mà nói. Không sai, chúng ta tiếp tục đi tới trước mà nói, chết cũng không biết như thế nào đâu. Tống Cao Đức cũng có vẻ có chút bao cốt tủng thiên nói. Vài tên khoa phụ liếc nhau, khoa phụ man lắc lắc đầu. Đường đi phía trước đã đủ về chết các người đứng đầu các đại thánh địa rồi. Nếu như tiếp tục mà đi tới trước, chỉ sợ chúng ta đều phải táng thân ở trong đó thôi. Hiện giờ ly khai còn kịp, nếu thật sự bị vùi lấp ở bên trong, chúng ta chỉ còn con đường chết mà thôi. Viên Thiên Công và vài vị yêu vương cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Diệp Húc tuy là một ánh mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt rình mò ba tòa mộ, thậm chí suýt nữa bị gạt bỏ, ngay cả thần nhãn của Hiên Viên Minh Nguyệt cũng bị thương không nhẹ. Nếu không có Diệp Húc bảo vệ, cô nương này thậm chí còn đột tử tại chỗ mà không hiểu vì sao. Có thể thấy được, nếu như tiếp tục xâm nhập, nguy hiểm khẳng định sẽ tăng lên gấp bội, quả thực không nên tiếp tục đi tới. Lại nói, thu hoạch của ba người đã cực kỳ kinh người rồi, có thể nói việc này không sai. Hơn nữa Diệp Húc ở trong mật thất đã đoạt được không biết bao nhiêu linh mạch, bao nhiêu tài liệu, thậm chí đại vu tam thần cảnh, cả đời cũng không gặp được nhiều của cải tới như vậy. Diệp Húc im lặng một lát, gật đầu nói. Chúng ta đích xác không nên tiếp tục đi tới. Tuy nhiên, bên trong bàn hoàng lăng có một bằng hữu của ta bị nhốt. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi cứu hắn ta. Tống huynh, Hiên Viên huynh, Aman huynh, các ngươi trước tiên lui lại ở ngoài bàn hoàng lăng. Đợi ta đi. Ta đi một chút rồi quay lại. Thiếu Bảo à, ta liều mình cùng ngươi. Tống Cao Đức cắn chặt răng, mỉm cười nói. Diệp Húc lắc đầu, hắn cười lên tiếng. Đây là chuyện của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta, ta đi một mình cũng được rồi. Các ngươi đi theo chỉ sợ cũng không giúp được gì nhiều ở sâu bên trong bản hoàng lăng này đâu. Viên Thiên Công, các ngươi ở lại bảo vệ mấy người bạn tốt của ta rời khỏi hoàng lăng,
cần phải bảo vệ bọn họ an toàn. Viên Thiên Công trịnh trọng gật đầu. Phượng Yên Nhu đi tới bên cạnh của Diệp Húc, dịu dàng mà nói: Ta nhận biết được nhiều cấm chế, có ta cùng với ngươi đi vào, nguy hiểm cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Húc trầm mặc, lập tức gật đầu, nắm Thạch Tinh Vân lên đi thẳng vào trong thông đạo ở giữa. Phượng Yên Nhu đi theo bên người của hắn, hướng mọi người đằng sau mà cười, phất phất tay nói: Các ngươi đi về phía trước, chúng ta đi một chút rồi quay lại. Hai người đi sâu vào bên trong bàn hoàng lăng. Đống Quan Đức thở dài một tiếng nói: Chúng ta trở về đi, cho dù cùng đi cũng không giúp được gì cả, ngược lại trở lại càng thêm loạn thôi. Hắn lắp ba lắp bắp lên tiếng. Mọi người liếc nhau, đều thở dài, biết lời nói của hắn tuy là lắp bắp không rõ, thế nhưng không sai. Bọn họ có thể tới được nơi này, ngoại trừ công lao của Hiên Viên Minh Nguyệt và Phượng Yên Nhu ra, Diệp Húc là người xuất nhiều lực nhất, dốc sức mà phá cấm, làm cho bọn họ có nhiều thu hoạch. Nhưng nếu như tiếp tục đi tiếp, chỉ sợ trở thành trói buộc cho Diệp Húc sẽ không giúp được gì cho hắn. Bên trong thông đạo, Phượng Yên Nhu đánh giá xung quanh, cẩn thận tránh đi từng đạo cấm chế. Nàng nhỏ giọng nói: Sư huynh, người bị nhốt bên trong là ai vậy? Diệp Húc từ từ thở ra một ngụm trọc khí, cười khổ mà nói: À, là đại sư huynh của Thánh Tông ta, Vinh Lâm. Vinh Lâm huynh đối nhân xử thế hào sảng, lại có ân với ta. Nếu là người khác, ta có thể không cứu, thế nhưng hắn, ta nhất định phải cứu. Phượng Yên Nhu không nói gì nữa, chuyên tâm công phá cấm chế, tận lực không để cho Diệp Húc nhọc lòng ra tay. Diệp Húc cũng không mở miệng nói gì, mà không ngừng tuyên cuồng thúc giục La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết, liều mạng luyện hóa nguyên thần tích tụ trong cơ thể, cố sống cố chết nâng cao tu vi. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một tấm kiến mộc long trương, tế khởi long trương, dung nhập vào nguyên thai của mình. Chỉ thấy nguyên thần bên trong nguyên thai bắt đầu khởi động, từng đạo xúc tu bay múa đâm vào long trương, hấp thu mộc tinh khí bên trong long trương. Hắn trong binh doanh cấm quân đại thương lấy được 8 mặt kiến mộc long trương, hơn nữa đoạt được trong tay Hắc Kiêu Vương cũng có 9 tấm. Nguyên thần của hắn hấp thu mộc tinh khí ở trong long trương, nhanh chóng lớn mạnh, lực lượng của nguyên thần vượt sang nguyên thần hiển hóa mà cảnh giới tam dương cảnh thuần dương kỳ nên có. Cường độ nguyên thần của hắn thậm chí có thể dẹp ngang đại phu tam thần cảnh rồi. Hắn nâng cao cường độ nguyên thần, thực lực tuy rằng bạo tăng nhưng khiếm khuyết cũng rất lớn. Khiếm khuyết lớn nhất là khi hắn tu luyện tới tam dương cảnh cần phải có càng nhiều sát khí rèn luyện nguyên thần nguyên thai, số lượng sát khí cần tiêu hao vượt qua bất luận một vũ sĩ nào. Những sát khí khác thì không nói làm gì, thiên sát địa sát là hai loại khó tìm nhất. Cũng tức là nói, nếu như Diệp Húc muốn nguyên thần của mình được rèn luyện thành thuần dương no đủ, cần tiêu hao sát khí đủ để ăn sạch những gì mà thánh địa ma đạo Hoàng Tuyển Ma Tông cất chứa hàng ngàn vạn năm nay. Ngay cả Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không nuôi nổi hắn, vô lực xuất ra đủ sát khí cho hắn rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Nếu không thể tu luyện tới cảnh giới thuần dương no đủ, sau này tu vi của hắn sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, không có khả năng tiến vào tam tướng cảnh hay tam bất diệt cảnh. Có thể nói Diệp Phúc vì cứu Vinh Lâm đã để mình tới một con đường tiền đồ hạn hẹp. Cho dù tương lai tu vi bị dừng lại, Diệp Phúc cũng không oán hận. Đại trưởng phu sống ở trên đời, ân oán rõ ràng. Ân là ân, oán là oán. Có ân phải báo ân, có oán liền báo thù. Thù có thể tạm thời bỏ qua, thế nhưng ân thì không thể bỏ qua được. Nếu là bởi vì có nguy hiểm mà không để ý tới ân nhân của mình, điều này không phải là chuyện của một đại trượng phu nên làm. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 90 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập tiên hiệp duy nhất của tối ngày hôm nay. Một tập nữa mình sẽ đọc xuyên không để cho các bạn yêu thích bộ xuyên không có thể tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Vì thế tối nay chỉ có một tập tiên hiệp. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.